bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube cửa hàng tranh Amia. Sau khi Amia đăng tải các video về tranh bát mã mà đáo thành công thì đã có rất là nhiều khách hàng của Amia hỏi rằng tại sao cho tranh bát mã mà đáo thành công luôn có một hình ảnh chú ngựa quay đầu. Hình ảnh này ngụ ý là gì? Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi trả lời cho câu hỏi này nhé. Tranh bát mã hay còn gọi là tranh mã đáo thành công là một bức tranh phong thủy cầu may mắn tài lộc cho gia chủ. Trong bức tranh mã đáo thành công, một con ngựa trong số 8 con ngựa sẽ quay đầu lại. Nó thường là con ngựa ở vị trí thứ 4 hoặc thứ 5. Hành động quay đầu lại được cho là để khuyến khích những con ngựa còn lại trong đàn chạy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Điều đặc biệt trong bức tranh này là hình ảnh chú ngựa thứ 8 không bao giờ vừa chạy vừa quay đầu lại. Nếu quay đầu lại đồng nghĩa với việc một phần tiền bạc của gia chủ sẽ bị rơi vãi đâu đó. Tranh mã đáo thành công thường được người dân mang tặng nhau cho bạn bè, cho đối tác hay những người mới dấn thân vào sự nghiệp buôn bán, làm ăn hay quân ngũ với hy vọng cầu chúc cho đối phương gặp thuận lợi, may mắn trong sự nghiệp. Vì vậy, nó đã trở thành một món quà có ý nghĩa tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã biết được ý nghĩa của hình ảnh chú ngựa quay đầu trong tranh bát mã. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.